Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trước vấn nạn an toàn thực phẩm đang báo động như hiện nay, vấn đề thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe được rất nhiều người quan tâm. Nắm bắt được nhu cầu này, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến nông sản mạnh dạn đầu tư sản xuất công nghệ cao những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm này đã và đang từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 3 sản phẩm nông sản chế biến vừa an toàn vừa có lợi cho sức khỏe. Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, ông Hoàng Văn Lâm quyết định trở về Việt Nam, thành lập doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao US Farm ở ấp Sông Xoài 4, xã Lan Lớn. Ông chọn nấm linh chi để đầu tư sản xuất bởi nấm linh chi là loại nấm rất tốt cho sức khỏe. Theo các tài liệu, nấm linh chi có tác dụng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp làm sạch ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa, giảm mệt mỏi căng thẳng, giúp an thần, thư giãn cơ bắp. Linh chi còn có tác dụng giải độc gan, bảo vệ gan. Năm 2015, ông Lâm đầu tư 20 tỷ đồng sản xuất thử nghiệm vụ nấm linh chi đầu tiên. Nhiều loại máy móc thiết bị hiện đại đã được ông Lâm trang bị để phục vụ quy trình sản xuất nấm. Các khâu sản xuất nấm linh chi của trang trại đều thực hiện theo quy trình khép kín tự động, chú trọng chất lượng sản phẩm. Từ quá trình chọn nguyên liệu đến nuôi trồng đều được kiểm tra chặt chẽ, không sử dụng hóa chất để tạo ra sản phẩm nấm sạch. Trung bình mỗi ngày, trang trại của ông Lâm sản xuất khoảng 10.000 bịch phôi nấm. Công ty hiện đang cung cấp phôi nấm cho người trồng ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, đồng thời hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với người trồng. Hiện tại, ông Lâm có 3 hecta trồng nấm linh chi, mỗi vụ cho thu hoạch từ 2 đến 3 tấn nấm. Ngoài việc bán nấm linh chi nguyên bản, ông Lâm đã nghiên cứu ra 4 loại sản phẩm đặc biệt làm từ nấm linh chi gồm cao linh chi, cà phê linh chi, rượu linh chi và trà linh chi mang thương hiệu Ông Tiên. Ngoài ra, ông Lâm còn đang sản xuất thử nghiệm các sản phẩm kẹo sô-cô-la linh chi, nước tương linh chi, bonsai linh chi phong thủy để đa dạng và phong phú sản phẩm nhằm tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Cái nấm linh chi này là một trong những cái sản phẩm, và cái nấm này có hiệu quả rất tốt về kinh tế, về nông nghiệp, với hai nữa là nó tốt nhất trên thế giới. Thì sau khi tôi đem thí nghiệm và đem cái mẫu này về Mỹ, thì bên một trong những cái phòng lab đó, thì nổi tiếng nhất ở Mỹ đã phân tích ra được cái bào tử linh chi và nấm linh chi này tốt nhất trên thế giới. Thì từ đó tôi cũng rất là mong muốn được làm sao để mà phát huy và để mà phát triển cái ngành nông nghiệp ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là đối với nấm linh chi thì có thể giúp được rất nhiều người. Nhưng mà trong cái những cái điều kiện mà để mà cho nó hiệu quả tốt cho cơ thể trong người của chúng ta đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm tới là uống. Thì cho nên vì lý do đó tôi trồng cái nấm linh chi này để tôi xuất khẩu và chế biến rất nhiều thứ. Là do tôi xem được kênh TV, TV16, đấy, thì mới rủ thêm bạn bè và tôi trực tiếp xuống để nhìn công việc làm của anh Lâm và linh chi. Đấy, đâm ra là bây giờ đang đầu tư trên Gia Lai cho một số anh em bà con, vì thấy cái nấm nó làm rất là chính đáng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đi vào hoạt động từ năm 2016. Ngành nghề chủ yếu của công ty là nuôi cấy, sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo. Bà Cao Thị Hồng Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long cho biết, bà tìm hiểu được biết đông trùng hạ thảo có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe như điều chỉnh, tăng cường tính miễn dịch, nâng cao năng lực chống ung thư của cơ thể, tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các bệnh tật, chống mệt mỏi. Do đó, bà quyết tâm đầu tư vào loại nấm này. Hướng đi của công ty là sản xuất theo nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch. Bà đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng 200m², mua máy móc, nguyên liệu để sản xuất đông trùng hạ thảo. Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo đòi hỏi sự tỉ mỉ từng công đoạn. Chỉ việc làm giá thể nuôi giống đã rất kỳ công. Không chỉ nuôi cấy đông trùng hạ thảo, bà Vân còn miệt mài nghiên cứu cách nhân giống đông trùng hạ thảo và thành công giúp công ty chủ động được nguồn giống phù hợp với môi trường nuôi. Hiện nay công ty có các dòng sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo như nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô, rượu đông trùng hạ thảo, bột sinh khối và đầu ra ổn định. Để đảm bảo quy trình sản xuất được chuẩn hóa, an toàn cho sức khỏe, hiện công ty đang triển khai xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, đăng ký bản quyền logo, kiểm tra hàm lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, chứng nhận hợp quy sản phẩm. Để thích ứng với cái vấn đề là diện tích sản xuất thu hẹp nhưng mà vẫn cho ra được những cái sản phẩm nông nghiệp tốt nhất. Vì vậy là doanh nghiệp đã chọn theo cái hướng là sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Sản phẩm công nghệ cao
khi mình sản xuất theo cái công nghệ cao thì có những cái ưu điểm là đó là cái diện tích đất không cần nhiều, mình có thể tận dụng được cái không gian của cái diện tích đấy. Rồi khi mà mình sản xuất theo công nghệ cao thì là cái mình theo dõi được hết toàn bộ là cái quy trình phát triển của sản phẩm, rồi các cái định mức của sản phẩm mình quản lý được luôn, và đồng thời cái chất lượng sản phẩm ra đều rất phù hợp. Khởi nghiệp với sản phẩm mọc thanh trà, chị Nguyễn Thị Hoài mong muốn mang đến cho khách hàng một hương vị trà mới và tốt cho sức khỏe. Mọc thanh trà có 3 nguyên liệu chính là đậu đen xanh lòng, cỏ ngọt và hà thủ ô. Chị Hoài chia sẻ, cỏ ngọt giữ vai trò thay thế cho vị ngọt của các loại đường công thức. Hà thủ ô được sao với đậu đen xanh lòng nhằm tăng công hiệu của hà thủ ô và loại bỏ độc tố của hà thủ ô, làm cho tính dược liệu tốt nhất. Đậu đen và hà thủ ô có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cho người có bệnh về máu, tóc bạc sớm. Ba nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ đảm bảo được cả hương và vị. Điểm đặc biệt của mọc thanh trà là mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng, kể cả trẻ nhỏ. Để chủ động nguồn nguyên liệu, Hoài chủ động tìm đến nông dân để tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng mối liên kết và đảm bảo sản phẩm an toàn từ gốc. Tại xưởng sản xuất, chị Hoài cũng thiết kế theo một quy trình khoa học rất nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mà em làm cái sản phẩm này, thật ra là nó cũng phải viết đi viết lại rất là nhiều lần. Nó gói gọn ở trong cái việc là xây dựng cái chuỗi giá trị của hạt đậu. Em tập trung chính là về hạt đậu, tức là bên em thì vẫn làm đa dạng các loại hạt, nhưng tập trung chính về hạt đậu. Thì cái chuỗi giá trị nó sẽ từ vườn trồng, từ sản xuất cho đến việc biến nó thành cái thức uống hay là biến nó thành cái sản phẩm có thể tiêu dùng hàng ngày. Hai nữa là những cái người mà tư vấn cho tụi em về đông y nè, em có một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cho tụi em về đông y. Hiện Mọc Thanh Trà đã cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm trà dạng túi lọc nhiều công dụng với các vị đậu đen rang mọc cỏ ngọt, đậu đen rang mọc cỏ ngọt hà thủ ô. Mỗi tháng trung bình, Mọc Thanh Trà cung cấp ra thị trường khoảng 1,5 tấn. Hiện nhiều cửa hàng chọn Mọc Thanh Trà để đưa vào kệ hàng giới thiệu cho khách. Về cửa hàng này thì ban đầu là tính toán là bán là trái cây ngoại cao cấp cho tầm phân khúc ăn tầm trung. Sau khi có tìm hiểu qua về một vài kênh khởi nghiệp của tỉnh thì cũng có thấy là những sản phẩm mọc thanh trà này đang bán rất tốt và nó đánh đến đối tượng là sức khỏe của người dùng. Thì sau đó thì cửa hàng cũng đi liên kết với bên mọc thanh trà này, vì đó là một trong những chương trình khởi nghiệp tốt của tỉnh mà cũng khách hàng dùng cũng đã feedback tốt, có tìm hiểu nên cửa hàng mới quyết định là nhập thêm những sản phẩm của mọc thanh trà này về bán kèm chung với trái cây. Ngoài ba sản phẩm trên, Bà Rịa Vũng Tàu còn rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chế biến, vừa đảm bảo sản xuất sạch, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Đó là tín hiệu đáng mừng và địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng khi mà vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang báo động như hiện nay. Chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Hãy biết cách lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.